thư kỳ bên đây, xin chào các bạn. À, hôm nay chúng ta sẽ đến với một game tên là Mirisan. À, nghe cái tên thôi thì mình nghĩ các bạn cũng đã biết rằng là um, game này uh, sẽ liên quan đến uh, Nhật rồi. À, và đây có phải là một cái tên của một cái nhân vật các bạn ơi, của một con người của một nhân vật nào đó. Nhưng mà ở đây. <laughs> Cái tên Mary này mình đọc vào mình có cảm giác như là đây là một người nữ các bạn ơi Nhưng mà không hiểu tại sao ở chỗ này nó lại xuất hiện cái gì đó khá là đen Nhìn giống như một người đàn ông ấy à, Cốt truyện của game này là chúng ta là một cái nhân vật phát hiện ra có thứ gì đó đứng dưới đèn đường Và ngày hôm sau thì nó đến nhà chúng ta Rồi chắc là đang nhắc đến cái nhân vật này rồi các bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào game nhé Ơ kìa Đùa <laughs> Cái gì thế này Tại sao mình lại ở một cái nơi mà đen tối ấy? Gọi là không thấy một cái gì hết Ở trên có cây Ở phía kia đèn đường các bạn rồi Cái này là miệng cường bước đến đèn đường rồi còn gì nữa <laughs> Mình đang dùng từ gì thế Rồi bước tới thử xem nhé đây là gì đây ơ mình vừa tháo lá bù ra các bạn ơi Ê, cái đó có phải là mình không vậy hay là một cái gọi là một cái đạn mà mà ở đầu ở phía trước sau đó thì nhân vật chính là mình mới xuất hiện các bạn có lẽ đứa nào đã chơi ngu đi gọi là tháo cái bùa ở đó ra rồi ơi à, khoai đã mình chưa kịp đọc hết nữa ủa tại sao game này lại không có tiếng nhật cơ chứ <laughs> à, phải chịu thôi lát nữa mình sẽ thử để cái sập xuống ở dưới ơi à, khoai đã thanh niên này chơi rất là khốn nạn các bạn đã tháo cái bùa về để dán ở nhà của mình <laughs> Rồi. Ê. À, mình đang cần phải làm cái gì? Đây là phòng của anh trai. Nãy sao mình không di chuyển được ta? Hình như là mình phải đi kiểm tra hết tất cả những phòng đúng không? Wow, tính ra cái game này có vẻ hơi đấy sợ các bạn ơi Bởi vì hiện giờ là mình không có cái đèn pin Rồi Mình còn phải đi kiểm tra hết phòng Nhưng mà rõ ràng đó là phòng của anh trai đúng không Thế mà không thấy có một người nào ở trong nhà cả Nhà này nhà rất là rộng Chứ tỏ có nhiều người ở đây nhưng mà hiện giờ lại không có ai Ở đây lại là ban đêm nữa Mấy đêm mà nhà không có ai hết là như thế nào Không ra ngoài được Rồi trước hết là mình thử đi kiểm tra hết những ngôi nhà Ờ à, những căn phòng trong nhà xem sao nhé Nhưng mà mình đã gỡ ra bùa ra và dán trong phòng chứng tỏ nó sẽ đến Quậy cái nhà kiểu gì thế này Mình thật sự ghét cái nhà mà cái kiểu dưới này nha là vì rõ ràng là ở bên ngoài kiểu nó có thể bỏ đồ vào nhà của mình được các bạn. Nếu có ai đó phá thì có thể bỏ đồ vào nhà của mình được. Và nếu mà ở trong những kêu kinh dậy thì lát được thế nào nó cũng sẽ xuất hiện đây để hù mình. Phòng của bố đã bị khóa. Phòng này kết nối với lại uh, kiểu như phòng khách rồi. cái mắt thờ là chỉ có bên trong mới nhìn ra bên ngoài được thôi rồi tiếng gì thế một tiếng động rất là nhỏ kết nối với nhau các bạn ơi cửa sổ đóng đàng hoàng chưa Là phòng này đúng không phòng của bố mẹ đã khóa lại, là chứng tỏ bố mẹ đang ở nhà ờ à, không đi nghỉ ở đâu rồi các bạn ơi đi nghỉ mát rồi Để không có nhà vẫn còn năm căn phòng nữa nhà này khá là rộng cực kỳ êm án luôn à nếu mà ở một mình ấy ở nhà nhỏ thì cũng sao chứ ở nhà to như thế này thực sự rất là ghê nhá à! sao thế ở đâu đây quả bóng như thế này chứ tỏ là quả bóng thế này để xét cửa lúc mà mình mở ra nó mới tung lên như vậy chứ nếu mở tự chuyển động là thôi rồi nhá ơ à! Ôi, hồi nãy mình mới vừa nhìn thấy cái gì ở đây đúng không? Hay chỉ bật cái bóng của cái ghế thôi. Ôi, hồi nãy mới nhìn thấy cái gì đúng không? Nó là đến nhà của mình rồi các bạn ơi. Đến thì ra đây chào họ một tiếng, Họ thăm chơi cho vui chứ giờ nhà một mình đúng buồn luôn ấy. <laughs> Hả? À chắc chắn là phải có nhà vệ sinh rồi Mà tự là không có nhà vệ sinh chỉ có cái bồn để đánh răng ở đây thôi chứ Có nước nóng và nước lạnh nữa khá là hiện đại Đây là bụng tắm đau xuất hiện đi nào anh ơi Bình thường là phải xuất hiện trong bụng tắm chứ Có khi lạnh đã đến bên ngoài rồi các bạn uhm. Toilet À rồi Cần phải đi mua đồ ăn Đi đến cửa hàng tượng lợi các bạn ơi Có ai ở nhà không Có một mình mình thôi Nhưng mà mình vẫn hỏi vậy Để xem là nãy anh có vào nhà hay không ấy mà Chắc là nãy mình nhìn nhầm quá Đây là cái bóng các bạn ơi Chứ không phải là cái gì cả Thôi đi cửa hàng tiện lợi nào Sao không đợi đến sáng hãy đi Bây giờ đúng tối luôn ấy bên ngoài Thế nào thì bạn Mary cũng xuất hiện thôi <laughs> Mới hơi chạy được Ở đây nhà của người ta tính vào để gõ cửa thử nhưng mà không được Rồi chưa hết ra có hay tiện lợi nào Thôi tại sao con đường này lại dài như thế Rất là nhiều đèn đường các bạn ơi Có phải đường đó biết rồi nhưng mà cảm thấy tò mò Ồ oh, hello Merisa <laughs> không thấy mary uh, xa ở đâu cả vậy ơi vào có thể tiện lợi chắc là vẫn chưa xuất hiện Ê muốn xong rồi à nhanh thế còn tính vào trong đó để lựa chọn đồ cơ nhưng mà không được cái vậy ơi điện thoại có gì không hello mary sir. cái này chắc chắn là cái ngày hôm qua này nhưng mà đây là tại sao lại có một cái ngã cục như thế này và 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 có đèn đường ở đây là như thế nào để thiết kế này thật sự không hiểu thật sự không hiểu à, không ra được phía sau à Xem coi có chỗ nào để đi được khác không ở bên đấy cũng có một cái đèn đường này hello mary không thấy đâu cả mary uh, sai vẫn chưa xuất hiện các bạn ơi nghe cái tên thì có vẻ là giống như là một người uh, ngoại quốc xinh đẹp chứ mà <laughs> ở ngoài cái tựa đề chúng ta đã nhìn thấy rồi Để không phải đường này không cho chúng ta đi đường đó rồi các bạn ơi mình nghĩ là chắc sẽ xuất hiện trên con đường này thôi Ồ oh, kia rồi các bạn ơi Betty San kìa Hello Hello Betty San. Không xinh đẹp như cái tên các bạn <laughs> Nhìn cũng không đáng sợ lắm Giống như là một bãi chất uh, Một bãi chất nhầy hay là bùng ghép lại vậy Hello Betty San. <laughs> Có đội theo bên không Ê ôi rồi các bạn ơi không đuổi theo mình rồi nhưng mà mình vẫn phải quan sát chứ Lỡ mà công gọi là để lấy sau lưng thì mệt lắm rồi sao vẫn đứng ở đó thế quay lại sau lưng mà xuất hiện mới đây sợ không có phải ứng gì à thử vào trong nhà xem sao và mình nghĩ chắc chắn là Melissa sẽ đến nhà của mình các bạn ơi Làm gì mà có chuyện rồi chỉ đứng ở đó thôi Hello Đi ngủ Ờ à, nhưng mà hồi nãy rõ ràng là mình thấy có cái chữ đây qua đấy các bạn điều tra âm thanh ở đâu thế mình không hiểu tại sao thanh niên này lại gọi là quyết định để cái bồ về nhà nhá có nghĩ là dán ở trong phòng nó thì nó sẽ được an toàn chăng ông thanh phát là từ đâu thế Uầy, Melissa. tự là sử dụng bông tắm nhà mình chứ Melissa khốn nạn thế không biết người ngợm giờ hay mà lại tính sử dụng bông tắm nhà mình à không phải các bạn ơi không phải đây luôn à Vậy là phòng của bố mẹ. Vậy ông này đừng có quyết định bỏ cuộc chứ thế chứ. Tại sao lại chọn đi ngủ rồi? Hả? Quầy. Vào phòng anh mình rồi à? Tại sao không phải là phòng của mình? <laughs> Đợi sẵn luôn ở trong phòng cũng được mà Cách dừng uh, Mire sang Là tìm một lá bồ Đặt nó trong chiếc bình Cổ màu đỏ Để nó trong nhà vệ sinh một ngày Dán lá bù trên đèn đường đỏ Rồi mình phải đi làm cái chuyện phiền phức này à Tại sao mình lại phải dừng chứ Tìm ở level à, Tìm một lá bùa này Bỏ vô một chiếc bình cổ và đỏ để nó trong vòng sinh một ngày này dán lá bùa cho nên đồ vậy là Mì rê xanh là, là kiểu Phấn <laughs> đông đúng không Ở à, đó Và thật là bức tranh này to hơn lúc nãy các bạn ơi Và bây giờ mất đi đầu rồi Anh đi này quyết định đi ngủ à Đợi tới nhá Lá vô đây đúng không Ok. cả trước tiên cứ đi ngủ đi Tối rồi để mai tính tiếp <laughs> Chứ hết là đợi buổi sáng đi Rồi đi tìm cái hộp màu đỏ gì đó sao Hả Tại sao mày lại ngủ đến tối cái thằng này bây giờ chúng ta đã chính thức có cái đèn pin trong tay rồi thế mới đâu chứ ờ à, có vẻ như nhà dưới đang mờ đèn Rồi bức tranh này vẫn không có gì thay đổi so với ngày hôm qua cả Mùi re sao chứ được cái gõ cửa thôi không làm được gì khác à đến đây chạy nhau đâu cái hộp màu đỏ, đỏ đâu rồi ok đến giới thiệu với mình rồi các bạn ơi trời <laughs> tưởng cái gì bình thường thôi mà vừa không có gì thay đổi so với ngày hôm qua cả các bạn cứ chán ghê anh ấy vẫn gọi là để nguyên cái bộ dạ dưới này mặt không ra mặt mà không ra mặt ma không ra ma Ít chứ cũng phải gọi là trang điểm cho nó kinh dị thêm một tí chứ à, Rồi Tiện ra ngoài xong rồi bây giờ go inside là như nào Mà không hiểu ai tốt bụng gọi là... Kiểu... Uh, chị chó mình biết là, là, là cách để dừng Miresa lại nữa Cái bồ đây này Tìm chìa khóa phòng của bố mày biết tìm ở đâu ngày hôm qua chẳng có một chút gọi là manh mối nào cho mình biết là chìa khóa nào ở chỗ nào cả Ừm, chỗ này không có chìa khóa rồi hôm qua đọc sau là đáng lẽ phải đi tìm rồi mới đúng chứ rồi hôm nay đèn khá là tối ở khỏi đèn khá là tối mà đèn tắt rồi là sao gì này mình mới thấy có cái gì ấy ngô mới hiện ra gì ở đây này chìa khóa thường là tập ở chỗ đào thôi nay chiếc ba tên nằm qua rồi không có nằm một chỗ này Chắc chắn là không có trong nhà vệ sinh rồi Hello Nói chung là mình sẽ thử mở hết cửa vậy Ờ, à, Vệ sinh để cuối cùng mở đi Dù sao thì mình cũng sẽ phải đặt cái lọ ở trong nhà vệ sinh Cho một tí mình nói xe ta chìa khóa để đâu thế Hả? Ê? Anh thì đang nghĩ gì thế? Điện lại chạm vào cái tủ lạnh xong rồi go to sleep là sao? Ngày hôm nay là anh chỉ chào hỏi trước cửa thôi Vì vậy là ngày sau sau anh sẽ vào tới tận nhà luôn ấy Tìm được cái chìa khóa chưa nữa Mà thôi mình phải làm theo cái cái yêu cầu thôi Ê Không ngủ được các bạn ơi Nhưng mình phải làm gì đây Giờ ngủ trong phòng của bố mẹ Nhưng mà như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả Hmm, hay là bây giờ kêu <laughs> Medisa vào mở cửa giúp xem Trong ấy có vẻ mạnh Mà sẽ thở đi đưa bên ngoài vậy Chắc chắn là anh sẽ xuất hiện ở chỗ này Để mà dọa dạ mình một tí Không à Hmm... Rồi Bài tay không hiểu gì luôn Ơ chìa khóa đi Thế thì tại sao nó lại hiện lên cái đi ngủ nhờ Ồ bố mẹ đây rồi và, và cái ngôi nhà thì thường dán những bức tranh nhé phòng làm việc của bố à ồ oh, 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 ai thế ai thế ai thế mình cứ tưởng chỉ có mary thôi chứ ai ngờ đâu là chạy lẽ trang điểm rồi hồi nãy mình nói bị đánh vào lòng tự trọng nữa bạn ơi hồi nãy mình nói là phải đi trang điểm một tí bị đánh vào lòng tự trọng mất tiêu rồi <laughs> xin lỗi Đi trang điểm đó bạn ơi Bây giờ thì uh... Đặt nhà vệ sinh nhỉ Có cần đóng cửa lại không Đóng cửa lại nhé Thế là để gọi là Cũng khá là ngại các bạn ơi Cho tôi phải đóng cửa lại Mình không biết ảnh làm gì với cái bình đó không xuất hiện trong phòng của mình nào. rồi rồi tạm thời đi ngủ nào ok bây giờ cứ làm gì nào ô oh, miresa tới thẳng uh, giường của mình để quan sát mình ngủ như thế nào các bạn ơi cái là sợ tối mình ngủ không ngon cho nên là đến tận phòng để kiểm tra luôn khá thúc bụng rồi Ok Thôi chứ mà hồi nãy mở cửa đi vào phòng của mình rồi Thì chắc chắn là như vậy thôi đúng rồi Cái bùa đã biến thành màu đỏ Ok, Mira-san, đợi một tí đã Đây rồi <laughs> Ê! Thảo đau thấy lạ lạ các bạn ơi Là tại sao cửa phía trước lại biến mất rồi Hóa ra là mình không thể nào đi được đó Ok Tưởng anh làm cái gì mình anh ngờ đâu anh chỉ bóp mình một tí thôi Nhưng mà thanh niên như vật chính quá yếu cho nên là Không ra được à Bây uhm, giờ mình phải đi đường ra đấy tại vì ở chỗ này chỉ có một đường duy nhất thôi mà chạy hết rồi hello mi Hello mi Ok đi được chưa mi <laughs> Ok mình đã quay trở lại rồi các bạn ơi Nhưng mà khoan đợi tí nữa Miresa là cái thanh niên mà nhìn trong giống bồ rô phải cái người phụ nữ mà nãy xuất hiện trên lâu lai đi Rồi Để thế nào Miresa ơi Khá là chán không biết là nên chạy đi đâu nữa các bạn ơi mình không nghĩ là trên lâu nó lại có đường để mà thoát ra nhưng mà thôi kệ cứ chứ là cứ đến lâu thử đã ô oh, mai Mai rơm đây rơm à hóa là đi đường này à quay tiếng động rất là gần đừng nói là chơi kiểu phải nhớ đường nha kiểu lại sẽ xuất hiện trước mặt của mình ấy tôi mình phải chạy vòng đi chỗ khác chắc là không có à. mà này Nói thật chứ Tao thật là lại quyết định gọi là kiểu gỡ cái bùa ra đó Cái bùa đang yên yên lành ở chỗ này Mà tự nhiên gỡ ra Bây giờ kiểu nâng được nâng cấp lên à Dán màu đỏ vô để nâng cấp lên à nhưng mà mình nghĩ là đã mồ rồi các bạn ơi Một khi đã gỡ ra thì gọi là Miresan nó được giải thoát ra rồi Bây giờ có dán lại cũng phủ ít thôi. Về giá thấy là cũng bị tấn công trong xem. Đang yên đang là tiện gỡ cái bùa xuống xong dán trong phòng của mình. Thích tư tập bùa chắc các bạn. <laughs> những cái nơi mà mình thấy có bùa dán là mình không giờ dám đụng tới cả. Nhưng mà những cái, những cái nơi như vậy chắc thì Việt Nam mình rất ít có. Chỉ có trong bên Nhật mới có thôi. Có thật là về nhà được không đây? hả? À. Oh my god Biết ngay là có gì đó không ổn rồi Mình đã cảm nhận được có một cái bầu không khí gì đó rất là kỳ lạ trong ngôi nhà của mình Tại sao lại sắp xếp gọn gàng như vậy Cửa đáng lẽ đã mở ra nhưng mà lại đóng lại. Cuối cùng thì cũng không thác được. <laughs> nhưng mà cái bình nó có liên quan gì không thôi Hay là cái lá bùa đó thực chất là không phải là của... Không phải là cái lá bùa dán ở trên cái cục đèn. Mà đó là ngay từ đầu là lá bùa đó là dán trong nhà mình. Và bố mình, gọi là các ông bố của nhân vật này là làm một cái công việc gì đó liên quan đến gọi là những cái sưu tập những cái đồ và bị quyền rỗi cho nên là buộc phải dán một cái lá bùa ở trong nhà như vậy Còn lá bùa kia là bị một đứa nào đó gọi là chơi xấu cướp đi rồi mình dùng cái lá bùa để mà thay thế thì tất nhiên là cái nhà của mình đã mất đi cái lá bùa đó và những cái đồ bị nguyên rủa ở trong phòng của bố phát huy tác dụng à, có thể là như vậy không rõ lắm bây giờ mình mới cảm thấy thắc mắc là không biết nhân vật này nãy giờ xuất hiện trong nhà mình là ai rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhớ nếu mà thích video này thì hãy bấm mình một like đăng ký nút cài đặt lượng và đừng quên like cái chuông để nhận được chữ học bóng mới cho tôi của mình hẹn gặp lại các bạn trong một video khác bye bye